Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hiện nay vườn em lên giao lưu với cô chú anh chị, cô chú anh chị là một số mặt hàng cây là mai chiếu thủy, trung ngu, viên sam 86 với viên sam siêu bông nha cô chú anh chị. Thì mã đầu tiên là mã số 1 là một cây mai chiếu thủy trung ngu nha. Rồi để em xe tổng quan về dòng người em báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Thành mướt, thành phơm tàn, kính phơm về phơm luôn ha. Đây, phơm tàn nó đây. Kính lắc kính phơm. Hàng cũng có nuôi cốt nha cô chú anh chị. Đây, cốt đây. Cây toàn bộ là sạch dây chỉ còn trọng ghế đây thôi. Đó, mã số 1. Đây. Rồi, đem xe dòng nữa để em báo thông số mã số 1 nha cô chú anh chị. Thì cây là thình chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em sẽ báo thông số mã số 1 nha. Cái hoành gốc. Cái hoành gốc nó ở đây là 12. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 39 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây mai chiếu thủy trung ngu luôn nha. Cây đi hơi lớn cây thực lát ha. Cây đế cũng khá đẹp, đem xây tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem rồi em sẽ báo thông số mã số 2 nha. Đây, cái vàng phơm tàn nó đây, nó kính phơm luôn ha, đang cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Đây, đang cho hoa luôn nha. Đây, xương bên dưới nó đây. Đây. Rồi đem xây về dòng nữa để em báo thông số mã số 2 nha. Này là mai chiếu thủy trung ngu nha cô chú anh chị. Thì sẹo đây cuốn khá tốt rồi ha. Rồi em sẽ báo thông số mã số 2 nha. Hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 15 à 14, hoành gốc là 14 nha. Đây, hoành gốc là 14. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 19. Hết tán ngang của nó là 40 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình cũng là 400k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha, ở mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cây mai chiếu thủy trung ngu luôn nha. Cây này dáng bay ha. Đây đem xe tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem nha. Quá thì dạ. Dạ cây cốt cành to, cây cũng gần hết dây rồi nha. Đó. Kính phơm tàn luôn ha. Xương hơn rất nhiều, cây đang có hoa luôn nha cô chú anh chị. Đang có hoa luôn nha. Đem cho cô chú anh chị coi cái vàng phơm tàn đó ha. Đây. Kính phơm này ha. Xương bên dưới đây. Đây, cốt bên dưới to đây. Cốt càng to ha. Rồi đem xây về dòng đó để em báo thông số mã số 3 nha. Rồi em báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Hoàng gốc. Hoành gốc nó đây là 12, chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22, hết tán. Hết tán của nó là 47 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 cũng là một cây mai chiếu thủy trung ngu luôn nha. Em sẽ tổng quan dài dòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi em sẽ báo thông số của mã số 4 nha. Và cây. Cây này dây còn cũng ít cho. Còn cũng ít dây thôi. Này cái phơm tàn nó đây. Đó. Kính phơm nha. Đế, củ đế. Cũng khiếp luôn. Sườn bên dưới nó đây. Cốt càng to. Rồi đem xây về dòng đó để báo thông số mã số 4 nha. Rồi em sẽ báo thông số mã số 4 nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc. Cái hoành gốc nó đây là 11. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 19. Hết tán ngang nó là 46 nha. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 400k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn ha.
Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 là một cây linh sam 86 ha. 86 gin đi theo lối cây trực lát luôn nha. Đây, em sẽ tổng quan dài dòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Phơm tàn thì kính phơm, đang có hoa luôn nha cô chú anh chị. Đang có hoa luôn nha. Cốt cành thì khá to rồi ha. Để em xây dài dòng nữa để em cho cô chú anh chị mình câu cái dàn phơm tàn với lại em báo thông số của mã số 5 nha. Đây, phơm tàn nó đây. Xương bên dưới. Xương quá tài xương. Cốt cành to ha. Làm sao có nụ luôn. Cái ghim luôn nha cô chú anh chị. Rồi đem xe về dầm nữa em báo thông số của mã số 5 nha. Rồi em báo thông số mã số 5 nha. Hoành gốc. Hoành gốc nó đây là 12. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang của nó là 43 nha. Thì mã số 5 này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị. Số 5 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6 là một cây linh sam 86 ha. Gin nè, cây gin. Cốt cành, cốt cành cũng khá rồi, phơm tàn kính phơm luôn nha. Đây là nó có một cái trồng rễ này nó có bị khô này nè. Phần nhỏ mà không ảnh hưởng tới cây nha. Rồi đem xây tổng quan về dòng rồi sẽ báo thông số mã số 6 nha cô chú anh chị. Phơm tàn nó dày lắm nha. Còn cái dày phơm nè. Này cho em ship bó bầu nha cô chú anh chị. Xương bên dưới này. Đó. Cây trực lắc ha. Cốt cành cũng khá to nha. Rồi đem xây dày dòng nữa rồi em báo thông số mã số 6 nha. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã số 6 nha cô chú anh chị. Cái quỳnh gốc nó đây. Quỳnh gốc nó đây là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 29. Hết tán ngang là 57 nha. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 là một cây linh sam siêu bông ha. Và đang cho hoa rất là nhiều ha. Phơm tàn thì kính phơm luôn. Cây này cũng đi theo lối cây trực lắc nha cô chú anh chị. Cây rất là già ha. Tráng đế có đế màu ra rất là nhiều ha. Phơm tàn kính phơm luôn. Rồi đây cho cô chú anh chị mình coi dàn phơm tàn đó nè. Quá nụ mỏi đầu luôn. Quá đi nụ luôn. Đây, xương bên dưới đây. Cây làm kỹ lắm. Cái dòng linh sam này khi gửi đi có thể sẽ bị vàng lá, rụng lá xíu nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó không sao hết nha. Vì mình chăm thời gian lại nó bình thường ha. Ừ, nó khỏe lắm. Đó. Rồi thì em xây dòng nữa rồi em báo thông số mã số 7 nha. Rồi bây giờ em sẽ báo thông số mã số 7 nha cô chú anh chị. Cái quần gốc nữa đây. Mình dốc nó đây là 13. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 27. Hết tán ngang là 50. Thì mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k luôn nha. Nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Thì mã số 7 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều.